cuộc đời danh ca vọng cổ Hài Văn Hường như thế nào trước khi qua đời. Ông sinh năm 1934 tại Thủ Đức, xã Long Thạnh, Mỹ trong một gia đình nhà nông. Ban đầu, ông chỉ nghe đài phát thanh, thuộc nằm lòng rất nhiều bài bản, câu hò điệu lý. Khoảng 15 tuổi, nghệ sĩ Văn Hường từ giã quê hương lên Sài Gòn, bán hột dừa ở rạp cải lương nổi tiếng bấy giờ là Nguyễn Văn Hảo. Nay là rạp công nhân thuộc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh, 30 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Lệ Liễu thấy anh còn nhỏ mà ca rất mùi bèn rủ hát cùng. Tình cờ, ông bầu bảy cao, bầu gánh hát hoa sen ghé chơi, nghe Văn Hường ca, ông chú ý và cùng nhiều nghệ sĩ khác đến xem để nhận xét. Trong số những người trong nghề đến nghe Văn Hường ca, có soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, và từ khi lọt vào mắt xanh vua vọng cổ, cuộc đời Văn Hường sang một trang mới nghệ sĩ ưu tú Minh Vương kể lại. Văn Hường không được đẹp trai, miệng lại móm và thiếu chiều cao, nên khi nghe bầu bảy cao và soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu hướng dẫn làm hề ca, ông đồng ý ngay. Thời đó, ông được vua vọng cổ sáng tác nhiều bài ca cổ hài, khởi nguồn cho trào lưu viết vọng cổ hài thập niên 1960, mà nổi tiếng nhất là bài Tư Ếch Đi Sài Gòn. Ông là nhân chứng sống của thể điệu vọng cổ hài khi mà soạn giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu dựa theo lối ca của ông để cho ra đời hàng ngàn bài vọng cổ, đi vào đời sống sân khấu cải lương. Theo tin từ gia đình, nghệ sĩ Văn Hường, tên thật là Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1934 tại Mỹ Thành, Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, nay là phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đã trút hơi thở cuối cùng lúc 19 giờ ngày 7 tháng 12, thọ 90 tuổi. Ông nhập viện điều trị xuất huyết não cách đây hơn 10 ngày và mất tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ông bị bệnh già, được các con chăm sóc tại nhà riêng trong suốt thời gian qua. Năm 15 tuổi, nghệ sĩ Văn Hường bán hạt dưa ở rạp cải lương Nguyễn Văn Hảo, nay là rạp công nhân ở đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ thời đó, từ một khán giả có năng khiếu ca hát, ông dấn thân vào sân khấu cải lương với mơ ước được làm kép chánh. Đó là giai đoạn quán Lệ Liễu nằm gần khu vực cầu Thị Nghè, thập niên 1960 đến 1970, ra đời, trở thành điểm hẹn của người yêu thích ca cổ ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thời đó. Nghệ sĩ Văn Hường đã lân la đến quán này để được lên sân khấu ca vọng cổ. Nghệ sĩ Lệ Liễu phát hiện anh thanh niên bán hột dưa ca quá hay nên khoe với nhiều bạn tại quán. Tình cờ, ông Bảy Cao, bầu gánh hát hoa sen, đến xem, nghe Văn Hường ca, thấy thích nên gọi nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp khác đến cùng nghe để nhận xét, trong đó có soạn giả Viễn Châu. Theo lời tâm sự của soạn giả Viễn Châu lúc ông còn sống, chính quan điểm tại sao bài vọng cổ có thể làm khán giả khóc mà không thể làm khán giả cười. Mà soạn giả Viễn Châu đã chế tác ra thể điệu vọng cổ hài để từ cách ca, nội dung bài hát mang tính châm biếm thói hư, tật xấu. Từ cơ duyên đó, soạn giả Viễn Châu sáng tác vọng cổ hài, khởi nguồn cho trào lưu này đầu thập niên 1960. Người thể hiện bài Tư Ếch Đi Sài Gòn đầu tiên chính là nghệ sĩ Văn Hường. Ông nổi danh như diều gặp gió. Năm 1972, ông hợp tác với vua ngâm thơ Tao Đàn, cố nghệ sĩ Thanh Hải lập đoàn hát riêng mang tên Thanh Hải, Văn Hường. Sau ngày đất nước thống nhất, ông về cộng tác với đoàn cải lương tập thể thống nhất, Tây Ninh, rồi về đoàn cải lương sống chung, Phước Chung. Năm 1987, do tuổi cao, ông từ giã sân khấu, về mở quán đờn ca tài tử Văn Hường tại phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức. Cách đây không lâu, chương trình Mai Vàng Nhân Ái do báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á đã đến thăm danh ca Văn Hường. Hãng dĩa Việt Nam của bà Sáu Liên là nơi lưu trữ nhiều dĩa vọng cổ hài mà nghệ sĩ Văn Hường thể hiện. Sau thành công với việc thu âm 230 bài vọng cổ hài giai đoạn 1960 đến 1970, thấy thị trường ưa chuộng thể điệu này, một số soạn giả khác đã bắt đầu sáng tác. Chính nghệ sĩ Văn Hường đã thu thêm khoảng 200 bài của nhiều cây bút sáng tác khác. Đó là giai đoạn khán thính giả thích nghe bài vọng cổ hài vì nó đi theo trào lưu gửi gắm sự lạc quan, lên án cái xấu, tiêu cực qua từng câu vọng cổ. Điều đáng quý hơn là từ nền tảng đó, nhiều nghệ sĩ đã biểu diễn vọng cổ hài, chọn thể loại này làm sở trường như nghệ sĩ nhân dân Giang Châu, nghệ sĩ ưu tú Phú Quý, nghệ sĩ Hề Sa, Văn Chí Mỹ, Linh Trung, Dũng Nhí. Nghệ sĩ Văn Hường luôn kỳ vọng sẽ có nhà tài trợ tập hợp một tuyển tập vọng cổ hài, hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm.
Hội thảo đánh dấu bước ngoặt 75 năm ra đời và tồn tại của thể điệu này để từ đó thúc đẩy giới sáng tác trẻ viết và yêu thích vọng cổ hài. Sau đó tổ chức cuộc thi riêng cho người yêu thích vọng cổ hài và quảng bá, tiếp tục làm cho thể loại này lan tỏa. Giai đoạn thành danh đã thôi thúc ông tập sáng tác. Đó là giai đoạn trên sân khấu đoàn cải lương Kim Trung rồi sau này lập gánh với anh nghệ sĩ Thanh Hải. Ông đã sáng tác nhiều bài ca cổ hài và kịch bản cải lương hài. Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông đã thể hiện nhiều bài vọng cổ hài nổi tiếng như Ba ông thầy bói, Chó mực đầu cáo, Đời là gì, Đi hát cải lương, Hiệp sĩ xây giải nghệ, Kể tuồng sân khấu, Khúc nhạc đồng quê, Làm vua buồn lắm, Rap bót táo quân, Tai nạn Honda, Tại tôi tuổi Sửu, Tào Tháo cháy sâu, Tiền bạc, Bạc tiền, Tư ếch đi chợ, Tôi đi hớt tóc, Tôi thua số đuôi, Tư ếch đi hội chợ, Tư ếch, Ba rô đi xem đại nhạc hội, Tứ đổ tường, Tư ếch đại chiến Văn Hường, Văn Hường đi Suzuki, Văn Hường đội sổ về trời, Văn Hường mê số đề, Văn Hường nam vợ, Vợ tôi đi coi bói, Vợ tôi mê tân nhạc, Vợ tôi nói tiếng Tây, Vợ tôi sợ. Cách đây không lâu, chương trình Mai Vàng Nhân Ái do báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á đã đến thăm ông. Danh ca đã ca tặng đoàn bài Tư ếch đi Sài Gòn. Sự ra đi của một danh ca làm rạng danh bài vọng cổ hài đã để lại nhiều tiếc thương cho giới sân khấu và khán thính giả mộ điệu. Tang lễ của nghệ sĩ Văn Hường được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố Thủ Đức, lễ nhập quan 6 giờ ngày 8 tháng 12, lễ động quan lúc 8 giờ ngày 11 tháng 12, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên thành phố Thủ Đức. Văn Hường giọng ca vọng cổ hề có 102, ca cải lương hề gần như thất truyền. Ông vua vọng cổ hề Văn Hường đang tuổi già sức yếu, đau đớn lo hậu thế không còn ai tiếp nối lối ca của mình. Đến quận chính hỏi nhà ông vua vọng cổ Văn Hường không khó. Nhiều người vẫn còn nhớ đến danh hài đã giả từ nghệ thuật hơn 15 năm nay, hướng dẫn đĩa chi tu ông Tận. Nhà của ông nằm trên một con đường nhỏ thu ốc khu phố Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay đã 82 tuổi nhưng danh hài còn khá minh mẫn. Danh hài Văn Hu ông mang đến tiếng cười cho khán giả bằng loi ca chân phương, cách ngân nga ự. Ự rất độc đáo, không giống ai ở cuối môi cao câu vọng cổ. Ngoài ra, ông còn ngay ấn tượng với khán thính Gia Nhô Chi Y Si miệng móm, răng xuống rác đu yên dáng và ngoại hình thiếu chiều cao. Danh hài Văn Hường Tùng thu nhận mình không? Đẹp trai, thiếu chiều cao, không thể nào DONGKEB9DUECNNDANHCHON làm hề. Cơ duyên nghệ thuật đến với ông từ những ngày còn là thằng bé 15 tuổi, bán hột dưa ở rạp hát Nguyễn Văn Hảo. Ngày nào cũng nghe loa phát những bài ca cổ để quảng cáo bán vé, Văn Hường nhập tâm, tập ca theo. Giọng ca đặc biệt, nghe là tu cư oi, nhất là khi ông phát âm ngọng nghịu âm R đã được nghệ sĩ Lệ Liễu phát hiện. Tên tuổi của Văn Hu ông vút sáng chỉ trong một thời gian ngắn, khi ông gặp soạn giả Viễn Châu. Ông vua vọng cổ đã nhận ra chất hài rất duyên trong giọng ca của Văn Hường, đã viết cho riêng ông hơn 200 bài. Khán giả miền Nam chết mê tông qua nhung bài vọng COPHE phán các thói hư tật xấu, vợ tôi đi coi bói, tôi thua số đuôi, tứ đổ tường. Cũng có nhiều bài ca mang hang vật bị phê phán lại chính là Văn Hường. Văn Hường thương vợ nhỏ, Văn Hường nam vợ, Văn Hường đội sổ về trời, Văn Hường đi Suzuki, càng khiến khán giả thích thú. Hoàn toàn chinh phục khán, thính giả bằng giọng ca, Văn Hường đã làm mưa làm gió thị trường đĩa vào những năm 1960. Đĩa nào của ông được phát hành đều được khán giả mộ điệu tìm mua, nghe cho vui nhà, vui cửa. Ông được phong là ông vua vọng cổ hề, nhờ vào cách ca gây C-U-E-I-D-O-C đáo của mình. Soạn giả Nguyễn Phương T-U-N-G-D-A-N-H giá Văn Hường sở hu dòng ca có 102, khó ai có thể bắt chước được. Có thể nói ông là một quái kiệt của nghệ thu ác cai lương thời bấy giờ. Hiện nay, danh hài Văn Hường vẫn khỏe mạnh, song cung năm con và các cháu. Ông L-U-O-N-D-A-U đấu món vọng cổ hài của mình bị thất truyền, trong thời điểm bộ môn nghệ thuật cải lương Nam Bộ DANGBI thoái trào. Một nghệ sĩ hài cho biết, hiện nay, các nhóm hài đã gây nhàm. Nếu ai biết cách ca vọng cổ hài như bác Sáu Văn Hường thì sống khỏe, lại không sợ cạnh tranh ở các sân khấu. Tiếc là hiện nay không còn ai ca vọng cổ hài nữa, ca vọng